Phan Đạt và Thanh Trang xin được mến chào tất cả quý vị đang đến với chương trình mua sắm qua truyền hình trên kênh iZshop. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu một sản phẩm giúp cho quý vị chúng ta quản lý được thời gian và bên cạnh đó chúng ta còn làm đẹp khi mà chúng ta ra đường đi chơi hay là đi với bạn bè. Quý vị biết là sản phẩm nào không ạ? Đây, dòng sản phẩm đồng hồ Lugano mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay. Nói tới tất cả những cái dòng sản phẩm thời trang đẳng cấp thì người ta nói tới những chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Và vâng, và với Lugano cũng là một trong những cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ quý vị ạ. Và như vậy thêm một lần nữa khẳng định được đẳng cấp cũng như là phong cách của quý vị nếu như chị em phụ nữ chúng ta ngày hôm nay mình sở hữu ngay một chiếc đồng hồ nữ đến từ thương hiệu Lugano quý vị nha. Có hai màu sắc cho quý vị cùng lựa chọn, màu đỏ sang trọng nổi bật hay màu đen quý phái cổ điển, màu nào cũng đẹp hết. Ngày hôm nay là một cái ngày mà Thanh Trang cảm thấy rất khó khăn với bản thân của mình, là một người rất ít đeo đồng hồ. Và nếu như mà có một cái suy nghĩ là hôm nay mình sẽ thử thay đổi một chút xíu đi, thì Thanh Trang lại nghĩ ngay đến những chiếc đồng hồ mà nó là trang sức mạ vàng. Thì quý vị biết đó, với những chiếc đồng hồ đó mà mình mua không khéo, mình sử dụng một khoảng thời gian lâu ngày thì chắc chắn là nó sẽ bị mòn đi. Thế nhưng với những chiếc đồng hồ thời trang nữ đến từ thương hiệu Lugano ngày hôm nay, một kiểu dáng rất là thanh lịch và sang trọng như thế này, dây da thật, chính vì vậy mà mình đeo vào mình cảm thấy rất là tự tin, rất là thoải mái. Và thêm nữa đó quý vị, mặt đồng hồ đó quý vị bằng kính chứ không phải bằng nhựa. Đúng là những cái vật trang sức ấy, thì mình phải cẩn thận lắm. Thế nhưng mà ngày hôm nay để quý vị thấy đó, nó là bằng cái mặt kính quý vị nha, chứ không phải bằng nhựa. Như vậy nó sẽ tô điểm thêm cho cái dòng sản phẩm thời trang nữ ngày hôm nay, phụ kiện đồng hồ trở nên đẳng cấp hơn và cao cấp hơn quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, có thêm hai cái hàng sapphire này như thế này nữa. Nó là một cái điểm nhấn rất là nhẹ thôi, thế tuy nhiên mà sẽ giúp chị em phụ nữ của chúng ta tự tin hơn trong những cái bộ trang phục mình mặc. Rõ ràng là quý vị thấy là mặt đồng hồ thì là hình chữ nhật. Như vậy những cái cổ tay của chị em phụ nữ nào mà đầy đặn nè, hơi tròn một tí thì mình đeo vào thì quá là phù hợp đi. Hoặc là những cái bàn tay xương xương nhưng mà xương to như thế này á, thì nó sẽ tạo một cái cảm giác là đôi bàn tay của mình sẽ thanh hơn. Tại vì sao có thêm hai cái hàng sapphire ở hai bên như thế này, rồi thêm hàng chữ cổ điển, chữ La Mã như thế này nữa. Cho nên là mình đeo ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mình vẫn thấy là chiếc đồng hồ của mình nó bắt kịp với xu hướng thời trang của mỗi năm. Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay đồng hồ nữ thời trang Lugano có màu đen và màu đỏ. Quý vị thích màu nào chọn màu đó. Giá chính hãng 699.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng. Giá trên iZshop chỉ còn 399.000 đồng. Ngoài ra được tặng kèm nhiều quà tặng cực kỳ hấp dẫn, gồm một bộ trang sức nữ mạ vàng 24K, gồm một dây chuyền và một đôi bông tai, 5 áo thun nữ thời trang thương hiệu Azuno, quá hấp dẫn, cơ hội duy nhất một lần trong năm. Hãy nhanh tay đặt hàng. Và ngay bây giờ thì Phan Đạt xin được chia sẻ một câu chuyện cho những bạn nam nào mà chúng ta chuẩn bị có ý định tặng cái đồng hồ cho những bạn nữ. Có nghĩa là chàng trai luôn muốn mình sẽ ở bên cô gái suốt cả cuộc đời. Cũng như là từng cái khoảnh khắc vui buồn hay là những cái gì đó, thì chàng trai vẫn luôn muốn cô gái hiểu rằng anh vẫn có thể chia sẻ cho em, giúp đỡ em và luôn ở bên cạnh em. Và bên cạnh đó thì đồng hồ còn làm trang sức, gọi là giúp cho cô gái trở nên đẹp hơn, tinh tế hơn. Và phong cách mới thời trang với xu hướng là chúng ta sử dụng đồng hồ ngày càng rất là nhiều trong các bữa tiệc, đi chơi hay đi dã ngoại hay là bất cứ nơi nào. Quá hợp lý với chiếc đồng hồ mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị trong ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, sở dĩ không phải là những chiếc đồng hồ trang sức quá đắt đỏ mà là những chiếc đồng hồ dây da thật và có hai màu sắc cho chị em chúng ta lựa chọn. Mình đeo tay phải hay mình đeo tay trái đều được hết quý vị ơi. Nó là sở thích thôi, nó là phong cách thôi, chứ nó cũng không quan trọng là cái chuyện là đeo tay nào thì nó là đúng. Và cái điều đặc biệt đấy là mình phải lựa chọn cho mình là một cái chiếc đồng hồ nó phù hợp với sở thích và phong cách. Và cái điều đặc biệt hơn nữa là nó phải phối hợp được với rất rất nhiều những cái loại trang phục khác nhau. Lỡ như mà quý vị mà có đi những cái bữa tiệc sang trọng đó quý vị, thì với những chiếc đồng hồ dây da thật sẽ chắc chắn làm cho quý vị trở nên sang trọng và quý phái hơn. Và thêm nữa, cái ưu điểm của những chiếc đồng hồ mà dây da thật đó quý vị là nó giúp cho người nội trợ, những chị em phụ nữ của chúng ta ở cái tuổi trung niên á, mình sẽ trở nên trẻ trung hơn, mình sẽ trở nên trẻ hơn. Đó, cho nên là quý vị ơi, mình phải nắm bắt cái cơ hội ngày hôm nay. Mình đặt hàng ngay trên iZshop qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình, 399.000 đồng mà thôi. Nhưng chưa dừng lại ở đó, quý vị còn được tặng kèm theo, đó chính là một bộ trang sức mạ vàng 24K,
có một dây chuyền, một mặt dây chuyền và một đôi bông tai. Đó quý vị ơi, có hai màu sắc, màu xanh và màu đỏ, chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên cho quý vị. Chắc chắn là trang sức là chị em phụ nữ mình ai cũng thích hết á. Nhưng mà ngày hôm nay mình không phải mua quý vị nha, chúng tôi tặng cho quý vị. Giống như Thanh Trang đây, ngày hôm nay cũng sở hữu ngay một sản phẩm chính là chiếc đồng hồ thời trang nữ dây da thật đến từ thương hiệu Lugano. Và bên cạnh đó là cái bộ dây chuyền đó màu đỏ rất là đẹp, kết hợp với một chiếc đầm màu trắng. Và ngay cả chiếc đồng hồ đeo trên tay như thế này đây quý vị ơi. Wow, một sự kết hợp rất hoàn hảo và vô cùng tinh tế quý vị nha. Rồi thêm đôi bông tai nữa quý vị ơi. Một cái điểm nhấn rất là nhẹ thôi, thế nhưng mà sẽ giúp chị em phụ nữ của chúng ta gương mặt mình thanh thoát hơn, tay của mình cũng trở nên xinh xắn hơn, mình duyên dáng hơn quý vị nha. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay á quý vị, khi mà mình giới thiệu cái dòng sản phẩm đồng hồ thời trang nữ cho quý vị, Thanh Trang cũng rất là băn khoăn, lo lắng là không biết làm sao bây giờ để thay đổi cái suy nghĩ, thay đổi cái quan niệm của quý vị khán giả là cứ phải là đeo vàng. Nhưng mà quý vị biết á, đeo vàng bây giờ thực sự rất là nguy hiểm luôn. Những cái đồng hồ mà mạ vàng á quý vị, mình đeo ở ngoài á, nhiều khi mình cũng hơi lăn tăn rồi. Huống chi là mình cứ phải đeo những cái vòng vàng khắp người rồi mình ra đường á, rồi không may có cái sự cố xảy ra thì không hay chút xíu nào hết á quý vị ơi. Chính vì vậy á, những cái phụ kiện như thế này nè, giá thì phải chăng, thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nó lại bắt kịp với xu hướng thời trang mọi thời đại luôn. Nó vì là nó là dây da thật, mình đeo vào càng đeo thì nó lại càng đẹp nha Đạt. Và thêm nữa đó Phan Đạt, nói về những cái dòng sản phẩm quà tặng đi. Phan Đạt cũng đã từng nghĩ là mình sẽ chọn một món quà nào đó để tặng cho mẹ mình. Nhưng mà sau khi mà Phan Đạt biết về chiếc đồng hồ Lugano này thì Phan Đạt nghĩ là Phan Đạt sẽ chọn cái đồng hồ này để tặng cho mẹ mình. Tại vì sao ạ? Vì đây là một sản phẩm mà Đạt nghĩ nó mang tính chất gọi là sang, mà chúng ta cũng không phải lo gì hết. Tại vì người lớn rồi thì mình cũng muốn là sự an toàn. Mà khi mà chúng ta mua những cái vật mà đắt giá hơn như là vàng hay là bạc gì đó, mà thực chất ra thì đâu biết cái nào là mắc giá hơn cái nào đâu, đúng không? Đẹp là được. Nhưng mà khi mà ra ngoài đường, cái nào mà vàng là sẽ rất là nguy hiểm. Thì quý vị đã thấy đúng không ạ? Thì đó, thì lỡ như chẳng may thì nó có những cái sự cố nào thì ai sẽ quản lý được những vấn đề đó? Với hai cái chiếc đồng hồ này đó quý vị, thì chúng tôi cũng đã chia sẻ cái thông tin đó là nó chịu được ở cái mực nước là 30 mét tương ứng là 3 atmosphere. Đó thì có nghĩa rằng là lỡ như là trong cái sinh hoạt hàng ngày nè, hoặc là lúc mà mình luyện tập thể dục thể thao nè, hoặc chẳng may mà mình đi mưa thì lỡ như mà có nước nó vào đồng hồ thì mình cũng yên tâm là đồng hồ không sao cả. Hai màu sắc cho quý vị lựa chọn nha, màu đen hoặc là màu đỏ, mình thích màu nào thì mình đeo màu đó. Nếu như mà những chị em phụ nữ nào mà có làn da trắng đúng không, mình đeo màu đen hay màu đỏ đều được hết. Còn chị em phụ nữ nào mà ví dụ da ngăm ngăm như Trang đó, chọn cái màu nổi bật đó, chọn cái màu nổi bật luôn đó, đi đâu ai cũng để ý, ai cũng chú ý đến mình, người ta để ý tới liếc nhẹ qua cái đôi bông tai hay chiếc cổ của mình thôi là mình cũng đã thấy là có ai để ý rồi, mình thích rồi. Bây giờ là mình đi ăn uống, mình đi tiệc tùng, mình đi gặp gỡ bạn bè, mình đeo một cái chiếc đồng hồ như thế này nữa đó, người ta để ý tay mình đó, tay mình đẹp mà, mình có quyền đó. Cho nên là quý vị và các bạn ơi, đừng bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay quý vị nha. Màu nào cũng sang, màu nào cũng sáng hết, mình đeo vào mình rất là trẻ trung, mình thanh lịch, và điều đặc biệt đó là mình đẹp bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà chị em phụ nữ của mình đã phải luôn luôn tự tin, luôn luôn chủ động và phải luôn luôn yêu lấy bản thân của mình. Mình thích là mình mua luôn. Mà nếu như mà ngày hôm nay có ai mà đang theo dõi qua truyền hình đó quý vị ơi, là đứng mày râu mà coi á, nếu mà được tặng những chiếc đồng hồ này cho những người phụ nữ mình yêu thương á, thì người phụ nữ được nhận chiếc đồng hồ này cũng rất là thích. Tại vì sao quý vị thấy không? Từ cái thiết kế, cái hộp bên ngoài thôi đó quý vị, nó rất là sang rồi quý vị ơi. Đó, chăm chút từng chút một, rất là tỉ mỉ, rất là tinh tế. Rồi, ra đến cái chiếc đồng hồ mở ra, wow, một chiếc đồng hồ dây da thật 100% nha. Một chiếc đồng hồ dây da thật nè, rồi bên cạnh đó lại có thêm, đính thêm hai hàng đá sapphire nữa. Đẹp lắm quý vị ạ. Ước gì là quý vị cũng cảm nhận được khi mà quý vị mua ngay về, ngay lúc này quý vị nha. Nhấn mạnh lại với quý vị một lần nữa là cái mặt này là nó làm bằng kính chứ không phải nhựa. Bằng nhựa thì thường lắm quý vị, đó là bình kính. Chẳng may mình có bỏ quên ở đâu đó thì mình cũng không sợ là cái vấn đề trầy xước quý vị nha. Đó, yên tâm quý vị, rất là đẹp luôn này. Đó, vẫn còn y như mới luôn. Đó, và cổ tay của Thanh Trang cũng đã nói với quý vị rồi, rất là nhỏ và lại còn xương xương nữa chứ. Đó, nhưng mà đeo chiếc đồng hồ này vào, dây da thật nhìn nó nhẹ nhàng lắm, nó thanh thoát lắm. Cho nên chị em phụ nữ của mình ơi, đừng có quên nhấc máy và gọi về cho AZSHOW chúng tôi ngay lúc này.
Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay đồng hồ nữ thời trang Lugano có màu đen và màu đỏ. Quý vị thích màu nào chọn màu đó. Giá chính hãng 699.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng. Giá trên Azishop chỉ còn 399.000 đồng. Ngoài ra, được tặng kèm nhiều quà tặng cực kỳ hấp dẫn gồm một bộ trang sức nữ mạ vàng 24K, gồm một dây chuyền và một đôi bông tai, 5 áo thun nữ thời trang thương hiệu Azuno. Quá hấp dẫn, cơ hội duy nhất một lần trong năm. Hãy nhanh tay đặt hàng. Và tiếp tục là chúng tôi sẽ giới thiệu về dòng sản phẩm như thế này là rất là tốt, đúng không? Được thiết kế tinh tế, lịch sự và bên cạnh đó rất là đẹp, hợp thời trang. Như quý vị đã biết thì đây là chuẩn mực của thời gian. Không những là tất cả những người đi văn phòng, đi chơi hay là đi tiệc, mà chúng ta ở nhà cũng có thể mang vào được. Tại vì chúng ta không sợ cái gì cả. Không sợ chạy xước nè, không sợ gọi là dính vô nước nè, thì chúng ta còn sợ vấn đề gì nữa. Quá hợp lý đúng không nào? Thời trang cũng là bắt nhịp theo xu hướng của thời trang như hiện nay. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là một chiếc đồng hồ này không chỉ là mình đeo vào mà mình chỉ phù hợp để mình đi tiệc không đâu, mà bên cạnh đó là mình đi làm cũng được luôn. Với những cái bộ cánh như là áo sơ mi, quần tây chẳng hạn đó quý vị, mình đeo những chiếc đồng hồ này vào mình thấy mình thanh lịch lắm. Và bất cứ lúc nào sếp mình cũng thấy làm việc đúng giờ, rất là yên tâm với mình. Và như vậy với những người làm việc đúng giờ thì công việc rất là hiệu quả và chắc chắn sẽ thành công. Rồi chưa kể mình chỉ cần thay đổi một cái bộ đầm nhẹ nhàng thôi để mình dạo phố, cà phê cùng với bạn bè là mình cũng trở nên nổi bật rồi. Rồi chưa kể như quý vị thấy hôm nay Thanh Trang, cho quý vị ngắm. Một chiếc đầm trắng rất là nhẹ nhàng thôi. Nhìn thì cũng không có gì cả đúng không? Nếu như mà Thanh Trang không đeo chiếc đồng hồ này, với Thanh Trang không đeo cái bộ trang sức này thì thực sự là Thanh Trang cảm thấy mình hơi nhút nhát và không cảm thấy tự tin chút xíu nào đâu quý vị ơi. Thế nhưng quý vị thấy điểm rất là nhẹ ở đôi bông tai thôi. Tặng nha quý vị, hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị. Rồi thêm một chiếc dây chuyền như thế này nữa, mặt đá, rồi mạ vàng 24K. Mình đeo vào thì mình không sợ kích ứng gì cả. Rồi nhấn nhẹ thêm cái chiếc đồng hồ như thế này nữa. Wow quý vị ơi, thực sự ra là Thanh Trang phải thay đổi ngay cái suy nghĩ và quan điểm của mình luôn đó quý vị ơi. Là phải đeo đồng hồ, bất cứ lúc nào cũng phải đeo đồng hồ để mình chỉnh chu hơn trong cái công việc của mình. Còn ngoài ra thì mình cũng thời trang hơn. Nói về những cái món quà tặng là đứng mày râu là nên quan tâm đến người phụ nữ của mình nhiều hơn. Và phải chăm chút cho phụ nữ của mình nhiều hơn. Phải biết là họ thích gì. Ngoài những cái bộ mỹ phẩm, ngoài trang sức ra thì họ cũng rất là thích đồng hồ đó quý vị ơi. Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay đồng hồ nữ thời trang Lugano có màu đen và màu đỏ. Quý vị thích màu nào chọn màu đó. Giá chính hãng 699.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng. Giá trên Azishop chỉ còn 399.000 đồng. Ngoài ra, được tặng kèm nhiều quà tặng cực kỳ hấp dẫn gồm một bộ trang sức nữ mạ vàng 24K, gồm một dây chuyền và một đôi bông tai, 5 áo thun nữ thời trang thương hiệu Azuno. Quá hấp dẫn, cơ hội duy nhất một lần trong năm. Hãy nhanh tay đặt hàng. Rồi, và như chị Trang biết thì hiện tại đây ở Việt Nam thì ai cũng đều sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ đúng không ạ? Nhưng liệu rằng bao nhiêu người chúng ta đeo chiếc đồng hồ trên tay và chúng ta cảm nhận rằng chúng ta thoải mái nào? Đúng không? Giống như người là chúng ta vẫn chọn cho mình mặt kim loại nè, cho nó sang. Mà nó nặng lắm á. Đúng rồi, mặt vàng cho nó sang. Đúng không ạ? Rất là sang, nhưng rất là nhiều những điều mà chúng ta hạn chế. Ví dụ như nó sẽ nặng nề, làm cho tay chúng ta cảm thấy như nặng nề. Thứ hai là nó dễ bị va chạm, cũng như là chạy xước và làm cho mất đi sự vẻ đẹp nè. Mất đi sự tinh tế và nó làm mất đi gọi là cái gì là cái phong cách mà chúng ta phối đồ nữa. Bởi nghe chứ nó chạy chút xíu là coi như mất luôn cái đồng hồ đó. Tiếc lắm luôn đó chị. Dạ đúng rồi. Rồi, nhưng mà đối với sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị, dây được thiết kế rất là đẹp và dễ thương đúng không nào? Giá trị rất là tốt mà giá cả thì lại rất là hợp lý đúng không nào? Dạ, 399.000 đồng mà thôi quý vị nha. Thương hiệu Lugano, một thương hiệu đến từ Thụy Sĩ nè. Rồi bộ máy chạy bằng pin là bằng công nghệ của Nhật Bản, xuất xứ thì ở Hồng Kông. Chính vì vậy mà ngày hôm nay đã có mặt trên Azishop rồi. Quý vị ơi, hãy nắm bắt cơ hội này và đừng bỏ lỡ quý vị nha. Chúng tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, chỉ với 399.000 đồng mà thôi quý vị nha. Và chất liệu là dây da. Chính vì vậy mà khi mà bất cứ chị em phụ nữ nào tay to, tay nhỏ, tay tròn hay là tay gầy, tay xương xương đeo vào đều rất là đẹp. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay về số tổng đài quen thuộc chúng tôi đang hiển thị trên màn hình. Còn ngay bây giờ thì Phan Đạt và Thanh Trang xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị ơi, hãy sở hữu ngay đồng hồ nữ thời trang Lugano có màu đen và màu đỏ. Quý vị thích màu nào chọn màu đó. Giá chính hãng 699.000 đồng, giảm ngay 300.000 đồng. Giá trên Azishop chỉ còn 399.000 đồng.
Ngoài ra được tặng kèm nhiều quà tặng cực kỳ hấp dẫn gồm một bộ trang sức nữ mạ vàng 24K, gồm một dây chuyền và một đôi bông tai, 5 áo thun nữ thời trang thương hiệu Azuno, quá hấp dẫn, cơ hội duy nhất một lần trong năm, hãy nhanh tay đặt hàng.